Vâng, bây giờ chúng ta đến Vin Ôm Sông Bắc 3. Nơi đây là có một cái phố Tây. Đây này, cái biển ghi. Bên kia là Vin 2. Đây là Vin 3. Phố Tây này. Đấy. Và bây giờ Đỗ Sinh cùng với anh em chúng ta đi vào tham quan luôn. Khu vực này là một cái công trình kiến trúc đặc thù, hình ảnh của một khu phố như ở châu Âu. Ê, mời các bạn chúng ta cùng nhau đi vào. Đấy, đây là phía ngoài đường chính. Đường này dẫn lên vòng xuyến Văn Giang đúng không cháu? Rồi, vòng xuyến trung tâm thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang. Bây giờ đi vào trong cái gọi là cái phố Tây này. Đấy, chúng ta nhìn thấy trên Facebook các gia đình anh em đi tham quan hay đăng ảnh rất là đẹp nhá. Nhìn rất là có những cái nét mà phố Tây tại Việt Nam. Vâng. Đây là thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Phố Tây. Đẹp không? Rất đẹp luôn. Một cái du thuyền để có thể đi ngược xuôi. Một cái dòng sông nhân tạo. Đây chính trước kia là một cánh đồng lúa anh ạ. Một cánh đồng lúa mà vùng Chiêm Trúc đấy. Đẹp không? Nhưng mà những cái chữ kia viết chữ Tây thì phải. Nhưng mà viết chữ quán nhậu Việt Nam rồi các thứ tự do mà các thứ quán nhậu kia thì nó không đúng lắm. Anh ạ. Đúng không? Phong cách phố Tây đâu nhưng mà vẫn phải là tiếng Việt. Ờ đây này, nhìn lên đúng là khác gì ở bên Paris đâu. Đi xuôi á? Ờ đi, đi. Đi đến cái cầu kia xong quay lại. Tầm này tầm 11 giờ trưa, tầm giờ là hơi vắng. Thế còn vào những cái giờ tầm buổi sáng với nửa buổi chiều thì đông lắm. Anh em ạ. Đẹp quá, đúng là trời Tây. Trời Tây ở Việt Nam. Tức là cái sông nhân tạo này dài khoảng 1 cây số à? À thế thì cũng dài đấy nhỉ? Tít đến cái thác đồng hồ kia à? À, chỗ nghe nó còn kéo thêm nữa mà. Và xa xa kia là cái tháp đồng hồ.
30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 ở đây thì đông lắm. Đông như vậy. Mà những cái tuần lễ thường thì là thứ bảy chủ nhật đúng không? Vâng, đa số là tập trung thứ bảy chủ nhật. Họ đi hai bên bờ sông này sẽ nườm nượp đấy. Vâng, đẹp lắm. Nó là tối nó điện ánh sáng nó lung linh đúng không? Đây là mình xem lúc này là tham quan là lúc 11 rưỡi trưa. Đường nó vắng, dân người ta nghỉ hết. Hoặc là đang nằm tất ở trong các cái quán ẩm thực này. Chỉ có chú cháu mình đi lượn thôi. Nhưng mà trống trải này tôi mới quan sát được kỹ hơn. Toàn cảnh đẹp hơn. Và cái khu mà chúng ta đang đi đây là Vin 3 này. Đấy, còn Vin 2 là ngay cạnh đây nhưng mà phố là phố Hàn Quốc chứ không phải là phố châu Âu như ở đây. Còn Vin 1 thì là ở trên Gia Lâm, tức là nó nằm ở đầu đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Đấy là Vin 1, có cái bãi biển nhân tạo đấy, chúng ta đi trên cao tốc nhìn thấy đấy, đấy. Bãi biển rặng dừa. Thế còn đây là Vin 3 là phố Tây. Thế còn không biết là nay mai có Vin 4, Vin 5 nó như thế nào đấy. Rất đẹp các bác ạ. Trong cách Hà Nội có chục cây số. Chục cây số thôi. Văn Giang, Hưng Yên mà. Chục cây đi đây. Ngay gần với Bát Tràng, làng gốm xứ Bát Tràng này. Gần với làng hoa Phụng Công Xuân Quan này. Ở bên Vin 2 mà bên phố Hàn Quốc ấy còn có hồ tắm tạo sóng nhân tạo. Bên này thì là một cái dòng sông nhân tạo dài khoảng 1 km từ cái cột đồng hồ xa xa kia. Chạy dọc suốt. Đẹp quá. Và chúng ta thưởng thức hình ảnh vậy thôi. Bây giờ Đỗ Sinh xin dừng hình để đi ăn trưa. 11 rưỡi rồi, đói rồi.